AC ấy, đại về thì nó cũng rất là nhiều câu chuyện kiểu như vậy. Cái này của anh thì khách hàng họ chỉ thay đổi kèo khi cái thương hiệu thì ngày hôm qua vừa ra mắt một cái thương hiệu mới và đi cùng với định vị như vậy, và chia sẻ rằng là không phải là khách hàng nào họ quá là đặc biệt là cái team 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 branding và team 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 marketing của các doanh nghiệp không phải à nó có một cái standard với nhau đâu. Có nhiều khi anh biết anh làm việc thì hay là các dịch sĩ cho làm marketer branding, còn kia thì có thể đang là kinh doanh để cho làm thì về mặt phòng chung được là đôi khi họ còn không biết mình là ai, và cái này chắc chắn là đã làm nghề này phải xác định đấy là cái chuyện cần thiết. Có những vào doanh nghiệp mà họ thổi mấy cái làn giống cho anh như kia, không biết họ muốn gì mà họ không biết là mục tiêu họ làm thương hiệu này là họ mà nói được cho mình như thế chắc chắn là họ hiểu rồi, họ chỉ bảo là đấy anh chỉ chụp kiểu phải làm như kia. Lúc đấy thì tự nhiên mình đang đang từ một ông expert chuyển sang lại một ông worker, thì câu chuyện đây là anh cũng chia sẻ là với cái brand đó ấy, thì nó thay đổi kèo chỉ vì ngày hôm qua một thương hiệu mới ra đời với một cái tagline mà họ nghĩ là họ cần thay đổi. Còn trước họ bảo là không, cái định vị của em là ba em là gì đấy, ba em là gì, là fast economy, là farm, là food cái gì đấy, thì họ thay đổi là vì đấy. Và anh nghĩ là anh cũng ủng hộ thôi, bởi vì câu chuyện cuối cùng họ phải cảm thấy là họ muốn chiến đấu với cái tháp hai đấy, họ muốn chiến đấu để cả doanh nghiệp đấy. Khi mình đang với campaign thì cả doanh nghiệp phải chiến đấu theo cái campaign đấy rồi, thì họ chiến đấu theo cái thông điệp mới là hoàn trang. Nó chắc chắn là có những hôm cực kỳ mút về cực kỳ vui, bởi vì vừa ngồi với ông sếp ông quá hiểu, ông kể cho mình cái con đường của ông ra sao như nào, nhưng mà có những hôm thủng mút vì sản phẩm khách hàng trải nghiệm gì xong nói gì muốn nhưng mà không biết muốn gì. À, thì anh nghĩ là cái câu chuyện này là đã là làm người làm nghề thì mình phải có cái cân bằng đấy. Thank you em. Thường là khi mà có cái đó thì anh vẫn hỏi thêm một câu hỏi nữa, anh ví dụ anh hỏi là cái thị trường mà họ đang muốn tới nữa là gì, ví dụ họ ở nông thôn thì có thể là cái thời lượng nông thôn là nhiều hơn, họ anh muốn hỏi cái giá cả của cái sản phẩm nó như thế nào, nó là bình dân hay nó là cao cấp đấy, để hỏi thêm có thêm những cái câu hỏi nữa, hoặc là cái mùi vị của nó hợp với người 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 văn phòng hay người lao động. Chứ em hỏi được câu hỏi đấy thì em lại tiếp tục em lọc ra được cái line đi của em đúng không? Còn bây giờ em không hỏi ấy, sau em về em cứ băn khoăn đấy thì rất là khó, nhưng mà em hiểu họ, em hỏi họ. Thậm chí là cái design này của anh ấy, em thấy là design nó hơi quê. Là sao anh vào kiểu những cái nhóm kiểu văn phòng đúng không? Thì có thể mình nhìn bằng rất nhiều thứ. Hoặc là kể cả những điểm bán ấy của anh ấy, điểm bán của anh đang là các bà bán nước vỉa hè. Thì nó khác với này, đang ở trong các kệ tủ lạnh của các hiểu em nhá, để em bắt đầu em lọc dần và em đưa ra một cái hướng hay đi, có xem được gần với cái những cái họ đang có chứ em mình chưa vội phản kháng, bởi vì rất nhiều người ấy là mình phản kháng ngay, mà chứ làm gì có chuyện sản phẩm nào mà nó cũng được cả thành những nông thôn đúng không? Thế còn mình phân tích dần dần ra thì mình thì họ sẽ hiểu là à thế thì cái phân tích của mình nó biết chỉ chọn cái line đi. Cả nam và nữ từ này từ không thôi, đấy là một cái
ra thì cái đấy cũng phải 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 có là mình giống như mình có một cái research đấy. Chẳng hạn như em bọn mình cũng hay biết hay nghe đến là gì nhỉ, cái nước tăng lực mới là cái gì nhỉ, cổ văn đấy. Cổ văn họ ra họ về sau à, ai ai cũng cổ văn ở vùng thôn đấy, và họ chọn cái sản phẩm đấy là Masan nhé, không phải là cái công ty mới không có tiền đâu, họ đầy tiền nhưng mà tại sao họ lại lựa chọn là gì, mình đi đâu thế, bởi cái cũ chuyện của vợ chồng ở trên trên vùng dân tộc. Họ không đánh vào dưới văn phòng, họ không đánh vào những cái người mà thường xuyên phải chơi thể thao, họ không đánh vào cái dân lái xe. Anh nghĩ là bởi vì sao? Họ xác định được là cái sân chơi của họ dựa trên đối thủ, mà đối thủ họ đang đánh nhiều vào hình ảnh là gì? Dân văn phòng uống này, dân lái xe uống xong rồi khỏe khoắn này, rồi các chàng trai uống xong tăng được chứ được các cô gái này. Thì ví dụ mình chọn được cái, mình biết được cái đối thủ đang chọn cái like kia đúng không? Thì em lại phải lần lượt em đi một cái like khác để nó tạo ra được cái sự đối lập, cái sự đột phá. Em muốn đặt một câu hỏi về cái vị trí DOP và mong muốn anh có một cái sự phân biệt của vị trí DOP và em làm em không và đội ngũ lên vị trí là vị sáng tạo, như mình bước lên storyboard chẳng hạn, thì cái đội ngũ đấy và DOP nó có khác nhau nào ạ? Anh nghĩ là một ông DOP là ông đầu tiên là phải về mặt mặt hạt, là phải ngon, ông có kinh nghiệm về mặt hạt, về ánh sáng, về không gian, về thậm chí cả style. Ông sẽ đứng như đại ca của cái thằng ấy, có thể ông sẽ bàn trước là anh muốn cái người này nó mang cái phong cách kiểu hơi cô ba Sài Gòn, khi mà họ đã phải hiểu thế nhá. Thì anh ý anh của anh là ông sẽ làm cái ông đại ca của cái chuẩn theo ông theo cái tinh thần là để họ sẽ phải khôi phục cả những cái đấy. Thế còn họ còn lo cả ánh sáng rồi kiểu là tập máy họ cũng mấy cơ mà. Nếu thế thì như vậy là DOP họ có tham gia vào quá trình và lên sáng tạo và lên cái ý tưởng và cái mua họ không lên ý tưởng. Anh chia sẻ nhà để em hình dung là DOP nhờ nhé, khi anh book một đạo diễn 7K kia nhé, thì ông ấy thường đi cùng với một thằng DOP 5K hoặc 3K cộng với một thằng buffer nữa, tức là họ sẽ đi cùng nhau của ba đấy. Thì để em hiểu là thế chứng tỏ ba thằng ấy kiểu gì nó phải cộng với sợi dây liên kết thì nó linh với nhau. Là gì, thằng DOP là thằng đạo diễn, nó sẽ bàn thằng DOP là muốn cái mũ đèn tôn, cái phong cách thì các cái thể loại nó bàn thằng này, thằng này bàn thằng ánh sáng, thằng ấy sẽ bàn thằng thêm một ý ngắn nữa là em và bạn em đây thì cũng đang muốn đóng vai trò là người sẽ làm ý tưởng coi như là lên cái proposal cho các cái dự án của bên anh hả? Thì cái vị trí đấy sẽ là vị trí nào trong trong nghề này thì em tìm khá nhiều nhưng em không biết họ là gì, chủ yếu là phần về ý tưởng này và sáng tạo. Nếu mà như thế thì trong Sài Gòn nó gọi là CD. CD là graphic director. CD là nhà CD là sẽ bắt đầu từ cái brief nhé, nó sẽ ngồi cùng với cả một hai sáng tạo brainstorming với nhau là thì tại anh thấy đứa này ok, mày đào sâu cho những này, cái đứa này anh thấy này ok, mày đào sâu cho những này. Sau đó tổng hợp là hai người đấy, sau đó có thể là sẽ có cần một thằng gọi là presentation để là design cái thứ ra, chuẩn bị các brief ra, và cái thằng CD nó sẽ là tổng hợp đấy mà có thể là sẽ ký chi luôn. Nhưng mà nó không có một thằng feature là anh cũng nghĩ là nhưng mà nó là một thằng CD làm cái nhiệm vụ là sao bóc lại toàn bộ những cái mà nó thông tin ban đầu, nó brainstorming và nó output ra để trình bày. Anh nghĩ là có được cái vị trí đấy ở Hà Nội thì quê này. Bên anh này tại nhà cũng chia sẻ thật là bên anh bây giờ mỗi bạn sáng tạo một CD luôn, có thể brainstorming nhưng mà các bạn ấy trách dự án là các bạn ấy sẽ đi cuối, không có một ông CD đi trình bày,
chung các bạn, hoặc là có những cái mà khai thác mang tính chất ở cái tên này của mình với cơ giờ bay đấy, từ đời đấy. Một ông sáng tạo trẻ, ông sẽ có những cái hành trẻ, nhưng mà ông sẽ thiếu đi cái tính trải nghiệm cuộc đời để mà sáng tạo. Nên là đôi khi mà gom được hai bích sẽ giữa mấy ông với nhau thì nó sẽ hay hơn nhiều. Thank you em. Có giới thiệu gì về để mình giao lưu với nhau tí không? Vâng, em xin phép anh, nếu sau này sau buổi này một chút anh có thời gian thì em và bạn anh sẽ trình bày cho anh một cái short film khoảng 60 giây do em và bạn làm để tham gia một cái cuộc thi về marketing Việt Nam này. Vậy thì không có thể thay đổi thêm một xíu câu hỏi này. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào em. Sau thì anh thấy có đủ hết trong màu sắc đấy ở trong cái gì sáng tạo. Còn có bạn kiểu rất là hướng ngoại thì sau một thời gian thì tự nhiên thấy kiểu hướng nội, thì anh cũng đang không biết là như nào. Nhưng mà đây một trong những yếu tố mà rất cần là đấy, quay gì tí, đi gì tí, đấy thần kinh tí kiểu. Anh nghĩ là người làm sáng tạo là người nên quan sát nhiều, đi nhiều, thì xem nhiều, đi nhiều, nhìn nhiều, đấy thì họ sẽ có thêm nhiều những cái góc nhìn. Nhưng mà đặc biệt anh rất thích còn cái slide này, anh không chia sẻ nữa, nhưng mà anh người đấy là có một cái nên có một cái quê gì ở trong chúng ta về mặt suy nghĩ nhé. Ví dụ chẳng hạn như thằng kia, thằng nào cũng đội mũ đen đến lớp hôm nay thì thằng đội mũ đỏ như thế khác kiểu đấy. Mọi thứ ngày anh nhìn bọn em theo kiểu này đúng không, hôm nay anh nhìn bọn em thì nó cũng đã khác rồi, nó tạo ra cái sự khác biệt trong cái cách ta đặt với đề quảng cáo, thì nó cũng đã vô tình nó làm mọi thứ nó sẽ bình thường. Vẫn theo kiểu là xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái này kia, nhưng nay không, từ đó các bạn biết không học cái này, mình làm khác đi ấy, như vậy mình làm khác đi thì nó cũng sẽ content mà phải luôn luôn đổi mới, phải luôn làm khác làm. Ok, cô có đây mở rộng mấy câu hỏi này đi nhỉ. Mời mấy em áo xanh. Em chào anh ạ. Em muốn hỏi là xu thế bây giờ, không phải xu thế bây giờ mà là như em hay thường làm ấy, thì những cái chi phí sinh hoạt tầm 20 đến 30 triệu thì là thường nó là cái ngân sách thấp mà, thì là thường là người quay phim sẽ là người DOP luôn. Đúng rồi. Thì anh cho em hỏi là cái mặt lợi và cái mặt hại của việc có một DOP ở trong đoàn, với cả cái việc hại ấy, nếu như không có DOP ở trong đoàn thì cái đoàn và cái sản phẩm đấy sẽ mất đi cái gì, và cái lợi khi mà có một DOP. Okay. Anh nghĩ là như này, thứ nhất là anh em mình phải rất là linh động nhé, không thể có chuyện một cái job 30 triệu có nhiều người trong đoàn đâu.